Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ nấu món xôi đậu xanh lá dứa. Và món xôi này thì mình nấu bằng cái nồi cơm điện, cũng rất là tiện lợi và cũng dễ dàng thực hiện nữa. Rồi để làm được cái món này thì ở đây mình chuẩn bị là nếp. Và mình dùng là 1kg nếp sáp đó các bạn, hoặc là những cái loại nếp khác cũng được đó. Và đậu xanh bóc vỏ sẵn là mình dùng là 450g, hoặc là các bạn dùng là 500g cũng được nha. Do là cái bịch này nó đóng gói sẵn là chỉ có là 450g thôi, cho nên là mình dùng là 450g. 300g dừa nạo. Và sau cùng là 80g lá dứa tươi. Phần lá dứa này là để chút nữa mình xay ra mình lấy cái nước màu xanh. Rồi đầu tiên bây giờ là mình sẽ đi vắt nước cốt dừa và xay cái lá dứa. 80g lá dứa thì mình cắt nhỏ và mình xay ra được là 400ml nước cốt lá dứa. Phần nước cốt lá dứa này thì mình để ngâm nếp cho lấy cái màu xanh thôi. Cho nên là cái lượng nước này thì mình cũng không cần chính xác đâu các bạn. 300g dừa nạo thì mình vắt ra được là hai loại nước cốt. Phần nước cốt này là nước cốt nhất đó các bạn, là mình vắt ra được là 800ml. Và phần nước dảo là mình vắt ra được là 1 lít. Nước cốt dảo là cái nước loại 2 đó các bạn. Cái loại nước cốt này là để chút nữa mình ngâm nếp, cho nên là cái phần này mình cũng không cần chính xác luôn. Bây giờ mình sẽ đi ngâm phần nếp và đậu cho nó mềm. Và trước khi phần đậu và nếp thì mình ngâm cho nó mềm đó, thì hai cái phần này mình phải đi vo rửa cho thật sạch. Bởi vì cái phần nếp này nè, khi ngâm lên rồi á thì mình không có rửa lại. Rồi sau khi nếp và đậu mình đã vo sạch rồi, phần đậu xanh á thì mình cho nước vào đây mình ngâm. Còn đối với phần nếp á thì mình cho vào đây là một muỗng cà phê muối nè, khoảng là 20g muối đó các bạn. Mình sốt cái muỗng cho nó hơi vung vung một chút. Rồi mình cho nước cốt dảo vào đây mình ngâm. Cái loại nước cốt này là nước cốt loại 2 đó các bạn. Và nước cốt lá dứa luôn. Màu xanh lá dứa tự nhiên á, khi nấu lên á thì cái màu nó rất là nhạt. Cho nên là mình sẽ cho vào đây là một ít tinh dầu lá dứa nha các bạn. Khoảng một ít như vậy nè, thì giúp cho cái món xôi mình nó được cái màu xanh tươi hơn. Nếu như mình không thích á thì mình khỏi dùng. Do là ở đây là nấu nó bằng nồi cơm điện cho nên là mình ngâm khoảng 2 hoặc là 3 giờ là được rồi. Còn nếu mình hấp á thì mình ngâm lâu hơn. Bây giờ mình sẽ ngâm 3 giờ nha, để cho những cái hạt nếp này nè nó ngấm cái phần nước cốt và cái màu xanh của lá dứa. Rồi sau 3 tiếng đồng hồ rồi, phần đậu xanh của mình lúc này nó đã nở mềm ra rồi. Cái phần đậu xanh á thì các bạn đổ ra các bạn vo rửa cho thật sạch lại. Còn cái phần nếp này thì mình không có vo rửa lại nha các bạn. Đây phần nếp này nè các bạn, mình chỉ đổ ra cái rổ cho nó ráo nước thôi. Còn cái phần đậu xanh này mình rửa lại đó các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn lẫn phần đậu và nếp lại với nhau. Phần này là có nước cốt dừa cho nên là mình không có cho dầu ăn vào đây. Nếu như các bạn nấu không có nước cốt dừa thì các bạn cho vào đây là một ít dầu ăn nha. Và lúc này phần nếp này thì mình làm nhẹ nhẹ tay thôi, để không cho nó bị rảy nát cái phần nếp ra đó. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái nồi cơm điện để nấu. Cái nồi cơm điện này là nó chống dính đó các bạn, cho nên là các bạn có lá dứa thì các bạn cho vào dưới đáy. Còn nếu như các bạn không lót lá dứa thì các bạn quét cái dưới đáy là một ít dầu ăn. Lót cái lá dứa dưới đáy thì để cho cái nồi xôi mình nó được thơm hơn. Và nó cũng ít cái đống cái lớp cháy ở dưới đáy nồi đó. Rồi mình đổ cái phần nếp vô đây. Một ký nếp và 450g đậu xanh á, thì mình nấu với là 800ml nước cốt. Và cái phần nước cốt này á, các bạn cho trực tiếp vào đây á thì cái nồi xôi mình nó khó chín lắm đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi nấu xôi cái phần nước cốt này lên
rồi mình mới cho vào đây. Rồi mình làm như vậy á, thì cái phần đậu xanh mình không cần luộc trước luôn. Mình nấu chung như vậy đậu xanh mình nó cũng chín rất là mềm. Rồi bây giờ mình sẽ tranh thủ nấu liền. Phần nấu này á, thì nó cũng giống y như là mình nấu cơm bình thường ăn đó các bạn. Thì thông thường là cái nồi cơm điện của mình nè, khi mà mình kiêm điện vào á, thì nó ở chế độ là đèn màu vàng. Mình sẽ bật nút sang chế độ nấu cơm. Và khi nó báo chín rồi đó, nó chuyển sang chế độ đèn vàng á, thì các bạn nhớ là để thêm 10 phút nữa mình mới dở nắp ra nha. Mình mà dở nắp ra sớm á, thì cái nồi xôi nó cũng khó chín đó. Và trong thời gian này á, thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái phần muối mè và đậu phộng. Mình dùng là 100g đường cát và 3 muỗng cà phê đậu phộng ram. Phần này á, thì mình đã giã bể 2 bể 3 ra rồi, mình cho vào trong đây khoảng là 40g đậu phộng đó các bạn. Và một ít mè ram. Thêm một ít xíu muối vào đây nữa, khoảng là 1/4 muỗng cà phê nhỏ này. Rồi phần này á, thì mình trộn đều lên. Rồi cái nồi cơm điện này đó là nó đã báo chín rồi và mình để được 10 phút rồi đó. Bây giờ mình sẽ dở nắp ra và mình xới nó lên nha. Do là cái nồi cơm điện cho nên là tất cả những cái lượng nước nó dồn ở phía dưới, cái lớp trên mặt á thì nó bị khô. Bây giờ mình sẽ xới cái phần này lên cho nó đều. Rồi sau khi mình đã xới đều lên rồi, lúc này á, thì nó cũng chín rồi đó các bạn, nhưng mà nó cũng chưa chín hẳn không. Bây giờ mình sẽ đậy nắp nồi lại và tiếp tục mình bật sang chế độ nấu cơm thêm một lần nữa. Và lần này á, thì cũng rất là nhanh nè các bạn, khoảng 3-4 phút là được rồi. Rồi lúc này á, là cái nồi xôi mình nó chín rất là ngon luôn rồi. Rồi những cái hạt nếp và hạt đậu á, nó chín rất là đều luôn. Nếu như các bạn mà muốn cho đường vào đây á, thì các bạn cho vào lúc này nha. Lúc mà cái nồi xôi mình nó chín hẳn hoàn toàn rồi á, mình mới cho đường vào đây. Bây giờ mình sẽ múc ra. Bây giờ mình sẽ cho đường, muối mè và đậu phộng lên. Cho lên trong lúc xôi nó còn nóng nóng vậy á, thì cái phần đường này nó tan cũng rất nhanh đó các bạn. Rồi như vậy là mình múc rồi mình ăn được rồi. Rồi cái món xôi này á, thì ăn rất là ngon đó các bạn. Nó có cái vị ngọt, béo và rất là thơm mùi lá dứa luôn. Và như vậy là món xôi lá dứa đậu xanh bằng nồi cơm điện của mình đến đây đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.